Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì ở đây đấy, một số mặt hàng mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đặc biệt là cái mã hàng thắt lưng dù Mỹ này đấy và mũ dàn di lại tiếp tục hàng về đấy, thì bác nào bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán đã. Để em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì đây, tiếp tục lại về mã hàng đó là thắt lưng dù, đó đang bán hết hàng, rất là bực mình. Đấy, thì nhiều bác cũng rất là bực mình, bác thông cảm hết sức nhé, vì nhiều khi là những cái mã đang bán nó hết hàng, đấy, cái này thì em không muốn. Đó đi đây, hôm nay tiếp tục lại về này, mã thắt lưng dù của Mỹ này, UUS này, đó 1966 nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đấy, cái này thì thôi em cũng không quay nhiều nữa, vì quay rất là nhiều rồi. Đấy, quay nhanh bác luôn. Ở đây mặt này dây này rất đẹp chắc chắn, con này bảo hành bác 10 năm luôn, dùng siêu bền nhá. Đấy, dùng siêu bền rất đẹp nhá. Đó, mặt dây rất đẹp luôn. Đó, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái thắt lưng dàn di hoặc là thắt lưng vải dù của Mỹ. Đấy, thắt lưng dàn dù di của Mỹ nhá. Sản phẩm này thì sẽ có giá là đi Hà Nội của quân đội Mỹ, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 một chiếc thắt lưng nha. Đấy, 60k một chiếc thắt lưng dàn di của Mỹ nhá, 60k một cái. Hàng mới nguyên trong bì nhà luôn. Đó, rất ok. Ngoài ra đây em có bán kèm thêm với bác đó là cái mũ dàn di. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này, đấy sưu tầm cho em một cái bộ này luôn. Vừa thắt lưng vừa mũ luôn, rất đẹp nhá. Đấy, mũ lên form dáng rất đẹp này. Đó, đây. Mũ rất ok. Đội cực kỳ mát, 100% cốt tông, có phần vải lưới, đội rất thoáng khí nhá. Lưỡi chai lên form rất đẹp. Đó, USA này. Đấy, chữ nghĩa thêu tay rất ok luôn. Đó, thì em báo giá luôn. Cái mũ này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó cũng sẽ là 60.000 một chiếc luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di của Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó, bán đồng giá luôn, thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60.000. các bác lấy món nào thì cứ báo nhau, hoặc các bác có thể lấy lẻ hoặc có thể lấy cả đôi. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội mình nhá, sưu tập cho em một cái bộ này về. Đấy, bao ngầu bao đẹp với bác luôn. Đó, mũ 60, thắt lưng 60 nhá, đồng giá bằng giá nào luôn, lấy cái nào thì báo nha. Đấy, và các bác có thể lấy cả đôi về. À, mình đi cho cả một bộ nó đồng bộ nhìn đẹp không nhá. 60.000 một sản phẩm mũ và thắt lưng. Rồi mã tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã đó là công tắc nhót này, cũng bữa trước là đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng lại tiếp tục về nhá. Hôm nay hàng tiếp tục về đây. Đấy, dòng công tắc nhót của thương hiệu Hinoki nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, nhưng mà sản xuất theo công nghệ Nhật, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đấy, con này về các bác sử dụng tắt bật và bóng đèn thiết bị thứ này rất ok ngon này. Đấy, hàng sản xuất của hàng hãng của Hinoki rất chắc chắn. Đấy, cầm một con công tắc nặng trịch luôn, cái nhựa của nó rất là dày nhá, chấu của nó sẽ là chấu đồng, về các bác xài rất ok. Cái này thì giá bình dân thôi, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 công tắc nhót nhá. Đấy, combo 3 cái công tắc nhót này mình em sẽ gửi bác giá sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Cứ lên mã giúp em sẽ là một combo 3 cái, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi mà các bác sở hữu luôn là được 3 cái luôn. Đó, 3 cái công tắc nhót nha, giá 3 là 20.000. Đấy, bán một lúc là 3 cái nhá các bác nhá, không bán lẻ một cái đâu. Đấy, bán một lúc là 3 cái luôn là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót 20.000 3 cái. Tiếp theo thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái mã fixed cam này, mã fixed cam chịu tải công suất lớn này. Hàng cũng của Hinoki luôn, made in Japan. Đấy, chân đồng rất to chắc chắn nhá. Con này là siêu chịu tải, nó là fix cắm siêu chịu tải nhá. Lên đến công suất là chịu tải lên đến là 3.000 W này, dùng rất thích luôn. Đấy, thiết kế và độ hoàn thiện cực kỳ là chắc chắn. Đó, phần nhựa chống cháy này, chân đồng này, phần đuôi cái phần đầu nó thiết kế đây để chống bị gập dây gãy dây này, thiết kế rất chắc chắn và đảm bảo cho bác xài luôn. Cái này thì giá cũng rất bình dân thôi, 10.000 thôi nhá, 10.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái fix cắm màu cam nhá, fix cắm màu cam, fix cắm siêu chịu tải lên đến là 3.000 W nhá. Cái này dùng cho những cái thiết bị ví dụ như là nồi lẩu này, rồi là máy móc thiết bị, những cái sản phẩm mà những cái máy móc mà công suất lớn. Đấy, các bác xài những cái fix kia nó rất hay bị chảy, các bác chuyển sang cái fix này cho em, dùng cực kỳ thích luôn. Đó, fix cắm của Hinoki siêu chịu tải lên đến 3.000 W nhá, giá của nó thì cũng chỉ có 10.000 thôi các bác nhá, 10.000. Rồi ngoài ra thì vẫn còn cho bác đó là cái fix cắm chân dẹt này, chuyên dùng cho những cái thiết bị sử dụng điện Nhật. Đấy, Nhật là người ta hay dùng chân dẹt. Đấy, mà mỗi lần các bác xài, các bác cắm vào những cái ổ điện Nhật đấy là nó bằng chân dẹt rất là khó chịu. Đấy, vì chân tròn này của Việt Nam này thì chịu không được cắm được. Như đây các bác mua trên cái fix này về, chuyên dùng cho những cái ổ điện Nhật nhá, thiết bị điện Nhật người ta hay dùng chân dẹt mà. Đấy, các bác mua trên cái fix này về. Đấy, giá thì cũng bình dân thôi, 10.000 một cái các bác nhá, 10.000 một cái.
lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm chân dẹt nhá, phích cắm chân dẹt giá bên em là gửi bác là 10k, chân của nó sẽ là chân dẹt, chân 100 là chân khâu đồng luôn, rất chắc chắn xịn sò. Phích thì chất liệu bằng nhựa va đập chống cháy chống vỡ đảm bảo an toàn, công suất lên đến là 16A 250V, các bác xài cho em thoải mái luôn. Đó, chân khâu đồng rất to này, các bác nhìn này, bản rất to và dày nhá, đấy, dùng rất thích luôn, cắm cực kỳ chặt, 10.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái phích cắm chân dẹt nhá, đấy, phích cắm chân dẹt 10.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hữu ích này, để các bác xài cho gia đình này hoặc là anh em tọa thuyền xài cho em bộ này rất hợp lý luôn. Bộ tô vít đỏ vàng chuyên dùng cho các bác làm điện nhá, đấy, chuyên dùng cho các bác làm điện rất xịn sò, ok. Một cái bộ tô vít đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha, hàng của thương hiệu Capucci, đấy, Capucci Japan. Một bộ vít này sẽ gồm có 2, 4, 6, 7 cây, nó sẽ gồm có 6 cây vít có bọc cách điện đầy đủ hết luôn, và một cái cây bút thử điện nha, đấy, và 6 cái cây vít còn lại nó đều toàn bộ được bọc cách điện hết này, để chuyên dùng cho các bác xài sửa chữa điện, điếc điện đó một thứ là không lo nó bị giật nhá, tại vì toàn bộ được bọc cách điện đây này. Đấy, nó sẽ có là đầu ba ke và đầu dẹt, hàng của nó sẽ đúc liền luôn, xoáy rất chắc chắn nhá, xoáy ngon lắm. Cái nào con này các bác xài sử dụng điện đóm rồi xài gia đình, các bác xoáy những thiết bị dân dụng các thứ nhà mình quá ok luôn. Đây, đấy, nó sẽ có đầu dẹt và đầu ba ke đầy đủ luôn. Ngoài ra một có một cây bút thử điện đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Giá thì hạt rẻ thôi, bình dân thôi. Giá cho các bác dễ mua này, 130.000 một bộ. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tô vít 7 cây, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nhá. Chuyên dùng để các bác làm điện nhá. Chuyên dùng các bác làm điện, các bác nhìn nó bọc cái đầu này, nó bọc nhựa các bác này, các bác biết dùng để làm gì rồi. Đấy, chuyên dùng để các bác làm điện. Đấy, tránh tình trạng điện giật các thứ ra. Rất là an toàn luôn. 130.000 bộ này, 7 cây, tô vít đỏ vàng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái sản phẩm là cái cây khò ga cũng của Capucci Japan. Đấy, cũng của Capucci Japan. Cây khò ga này thì cực kỳ xịn sò luôn. Về các bác chuyên dùng để các bác lắp bình ga mini các bác xài các bác nhá. À, đây, về các bác lắp bình ga mini các bác xài. Con này nó sẽ có chức năng là đánh lửa tự động này. Đấy, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ đây cho em. À, chỉnh gió đây cho em, và ở cái phần đầu này là cái đầu điều chỉnh ga to nhỏ nhá, hàng của Capucci Japan. Cái hàng này của nó đi, cái lõi của nó sẽ là lõi khâu đồng nên các bác xài nó rất là bền. Đó, xài rất là bền. Đấy, hàng rất chắc chắn, cầm một chiếc khò ga nó rất là nặng. Đấy, cầm bình thường là các bác mua những khò ga chợ các thứ, giờ con này cầm nó nhẹ lắm. Đấy, cầm nó nhẹ mà nó lỏng lẻo, con này cầm rất chắc chắn luôn. Nói chung là Capucci thì cái hàng khò ga này thì bên em bán là một trong những dạng hàng cao cấp nhất phân khúc rồi. Đấy, so với tầm tiền tầm giá thì con này dùng cực kỳ thích luôn và rất là bền. Đó. À, lên mã thì em sẽ cái cây khò ga K1 của thương hiệu Capucci nhá, Capucci Japan. Đấy, khò ga mã của nó sẽ là khò ga K1 các nhá, K1. Giá của nó thì bình dân hạt rẻ thôi, 80.000 một cái nhá. Đấy, 80.000 một cái. Các bác cứ đi tham khảo đi, những chỗ khác đang bán 100 đến 150.000 một cây. Bên em của bác giá rất hạt rẻ, 80.000 một cái, khò ga K1. Một cái sản phẩm để về các bác xài gia đình nhà mình này. Đấy, rồi các bác sử dụng hay vệ sinh lưỡi các thứ này. Đó, thì các bác mua cho em cái này về, đó là cái cây cạo lưỡi nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi là bằng inox rất là xịn sò và ok luôn. Đấy, về chuyên để các bác dùng để vệ sinh khoang miệng, khoang lưỡi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ việc cho vào các bác cạo lưỡi cho em, cạo rất sạch luôn mà rất là êm. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, đi kèm này sẽ đựng trong một chiếc hộp này, rất ok luôn, có để mang đi du lịch, đi chơi hoặc là các bác làm quà biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, mà giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá của nó sẽ là 20k một cây. Đấy, 20.000 một cái cây cạo lưỡi nhỉ các bác nhá. 20.000 một cây. Đó, đựng trong hộp rất đẹp này. 20k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ này thì em báo giá luôn 60.000 một bộ nhá. Đấy, bộ cắt móng tay nhá. Bộ cắt móng tay này, bộ cắt móng tay ví hồng 60.000 một bộ ví hồng nha. Đây, một bộ đựng trong túi mới nguyên nha. Nó là những cái dụng cụ để về các bác mài giũa cắt móng tay nhá, cho cả gia đình nhà mình xài luôn. Phụ nữ đàn ông đều xài hết luôn nhá. Đấy, phụ nữ đàn ông, người lớn, người già, trẻ em, nói chung là về các bác mua bộ này về các bác xài cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, cho ông xã dùng được, bà xã dùng được, các con nhà mình dùng được, ông bà bố mẹ mình dùng luôn. Đây, sẽ gồm có những cái sản phẩm là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, rồi là có cả nhíp này, đồ này là những cái đồ mại rũa móng tay này, rồi là đồ nặn mụn này, đồ lấy giấy tai này, đầy đủ một bộ này luôn. Giá thì nó chỉ có 60.000 thôi, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đấy, mua về làm quà biếu tặng cũng rất là lịch sự đẹp nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng đây, cho các bác xem lại một lần nữa này. Rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. 60.000 một bộ ví hồng này các nhá, bộ cắt móng tay ví hồng 60k một bộ. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây dao chặt này. Đấy, lâu lắm không quay dao bác này, các bác quên. Đấy, đi đây, tiếp tục lại quay cho bác, đó là cái mã dao của Asaka Japan, rất xịn sò, thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén mà không lo gì. Hàng này của nó thì sẽ hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán cho em, sử dụng rất bền bỉ chắc chắn. Về các bác có thể chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, chặt cho em rất nhiều thứ luôn. Đấy, con này chuyên dùng để chặt nhá. Nó nặng khoảng tầm 4 đến 500 gram. Đấy, khoảng tầm 4-500 gram. Nói chung là chặt nó khá là vừa tay, đặc biệt là chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa. Đấy, đàn ông thì cầm quá ok rồi, chứ phụ chị em phụ nữ đôi khi là những cái con dao chặt nó nặng ấy, thì cầm nó rất là khó cầm, như con này là cho chị em phụ nữ cầm rất là hợp lý luôn. Đấy, và dao thì cực kỳ sắc bén, bao sắc bao xài bác luôn nhá. Đó, dao thiết kế rất đẹp, cái phần bản này rất là to này. Đấy, các bác chặt nó rất là đầm dao nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân thôi, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã, đó là cái con dao chặt, mã sẽ là C2 nhá các bác nhá, C2 mã dao chặt C2, dao chặt C2, giá của nó sẽ là 140.000 cho một cái cây dao chặt C2 này. Đấy, 140.000, dao rất là đẹp và rất là sắc bén luôn, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng ôm lô, hàng thanh lý siêu thị còn mới nguyên hộp luôn. Dao chặt C2 140.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây búa vàng mini này, các bác lên mã cho em sẽ cái cây búa vàng nhá. Búa vàng cây thì rất hay và rất là đa năng. Đấy, nó sẽ gồm có này, ở bên trong nó sẽ gồm có những cái đầu tô vít này. Đấy, đầu tô vít, đầu cộng, đầu trừ này. Đây, tháo ra phát nữa này. Đấy, có luôn nhá, có cả những cái đầu tô vít. Đấy, và bình thường là khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ thành một chiếc búa nhỏ nhỏ này. Đấy, những cái đồ gò gõ, những cái đồ mà các bác không cần quá nhiều lực, các bác chủ yếu các bác cần để gõ gò gò này. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ các bác mua con này cho. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu to, một đầu nhỏ này. Và bên trong thì nó sẽ những cái đầu tô vít, các bác có thể tháo ra, mỗi lần dùng tô vít tháo ra, còn khi nào các bác muốn dùng búa các bác lại lắp vào. Đấy, lắp vào là các bác xài thôi, là nó thành một cái búa bình thường. Còn bên trong nó sẽ giấu những cái đầu vít nhá, thiết kế rất là hay luôn. Đó, em báo giá luôn, cứ lên mã cho em sẽ là cái cây búa vàng mini nhá. Đấy, búa vàng mini, giá của nó cây tại em gửi bác giá của nó sẽ là 60.000 một cây. Đấy, 60k đây là em sẽ là cái cây búa vàng mini này, 60.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Lên mã em sẽ cái cây que đo nhiệt độ này. Cây này thì giá nó bình dân thôi. Sản phẩm này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Đấy, cái cây que đo nhiệt độ, em báo giá luôn 40.000 một cây này. Cái này về các bác có thể đo nhiều những cái khác nhau, ví dụ như các bác đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ của nước, của sữa này. Đấy, rất ok luôn. Que đo nhiệt độ 40.000 một cái que đo nha. Đi về các bác sử dụng thì các bác rút thêm cái đầu ra này, rút cái đầu ra nó sẽ có một cái đầu nhọn nha. Để ví dụ cái đầu nhọn là các bác có thể xiên vào những cái chỗ vị trí thức ăn thứ gì là các bác xả. Ở đây sẽ có là một cái nút on off này, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi này. Đó, thì các bác sử dụng cái nút on off này cho em. Và ở đây nó sẽ có hai đơn vị đo là C và F nhá. Đấy, thế thôi. Về các bác xả. Ở hiện tại đang là nút F, có bấm cho em một lần. Đấy, nó sẽ chuyển sang độ C. Hiện tại đang 32.0 độ C này. Đó, đây các bác có thể view lên em đang bóp tay vào để cho đo này. Đấy, có thấy không, nó nảy luôn nhá. Đây nó là nảy luôn này, 32 này, 33 này. Đấy, bắt đầu đang nhảy đây, các bác nhìn em đang nắm tay vào này để cho đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó đo lên nhảy rất ok luôn. Đấy, nhảy rất nhạy luôn nhá. Ở đây em bỏ tay ra cái này. Đấy, bắt đầu nó sẽ giảm dần nhá. Đấy, giảm dần này. Đó, các bác chuẩn bị nhanh nhìn này. Ở đây không, giảm dần luôn nhá. Đấy, bắt đầu nó cảm nhận nhiệt độ không còn tay mình nắm đây nữa, là bắt đầu nó giảm dần luôn. Đấy, thấy không, giảm dần luôn nhá. Rồi, 40.000 một cái que đo nhiệt độ này. Về các bác có thể đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ sữa, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ thức ăn này. Nói chung là khá là nhiều những cái hay để các bác xài cây này. 40.000 một cái cây que đo nhiệt độ nhá, 40.000 một cây. Kìm đa năng thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, cây kìm đa năng. Cây này thì giá cũng bình dân thôi. Rất nhiều chức năng mà giá nó chỉ có 100.000 một cây này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây kìm đa năng này. 100k một cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, 100.000 một cây. Giá rất hạt rẻ bình dân. Con này đây em sẽ giới thiệu cho bác từng chức năng một này. Đấy. Bình thường là có những cái chiếc kìm như bình thường, nó sẽ có là những cái đầu, ví dụ như là đầu kẹp này, đầu cắt này. Đấy, con này là bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Và ở bên này thì nó sẽ có là dưới nó sẽ có là cái đầu tuốt dây này. Đây, cái phần này là cái phần đầu tuốt dây này. Đấy, tuốt dây rồi có cả cái phần đầu kẹp cốt này.
lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn đẩy ra nó sẽ lò xo nó sẽ có trách nhiệm đẩy cho bác. Đấy, thì các bác xài rất là nhạt, về các bác xài sử dụng gia đình này, cắt kẹp này, tuốt dây này, bấm cốt cho em rất ok luôn, mà nhiều chức năng này, giá nó chỉ các bác giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đấy, tội gì các bác không mua, bình thường các bác mua những con kìm thường nó chỉ có một vài chức năng thôi mà giá nó khoảng tầm hơn 100.000, ở đây chỉ 100.000, sở hữu rất nhiều chức năng khác nhau, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em. Đấy, bằng thép CRV, phần đầu thân này có bọc cách điện để các bác xài sử dụng và sửa chữa điện đó an toàn nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Cái lên mã sẽ là cái mã cây kìm đa năng 100.000 một cây này, 100.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi rất ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái dụng cụ tỉa lông mũi nha. Giá nó thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. 30.000 một cái tỉa lông mũi nhiều không nhá. 30.000 một cái. 30k. Các bác nào mà lông mũi dài, đấy các bác dùng kéo các thứ giờ. Đấy, rồi các bác ngại cắt, đấy, đặc biệt là các bác dùng kéo rất nguy hiểm nhá. Chẳng may mà kéo nó có chạm vào trong bên trong mũi gây ra chảy máu rồi nhiễm trùng rất nguy hiểm. Đấy, mà bên trong mũi rất là khó xem, khó chữa. Các bác mua cho cái dụng cụ này về chuyên để các bác tỉa lỗ mũi nhá. Các bác chỉ việc xỏ vào trong lỗ mũi, các bác bấm cho em này, bấm cho em. Đấy là nó sẽ cơ chế của nó vòng xoay này, nó sẽ nghiến đứt cái lỗ mũi các bác nhá. Đấy, và cắt rất sạch sẽ, ok luôn, rất êm ái và dễ dàng sử dụng nhá. Chỉ việc cho vào sau đó các bác bóp. Đấy, và khi là dùng xong mình có thể vệ sinh cất đi cho em thoải mái luôn, hoặc là mang đi du lịch đi chơi ok luôn. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ để tỉa lông mũi nhá. Giá em đang gửi bác là 30.000 một cái tỉa lông mũi nhá. Tiếp theo thì tiếp tục lại về, đó là cái mã hàng, đó là cái móc khóa titan nhá. Em báo giá luôn, cái này thì cũng giá hạt rẻ thôi, chỉ có 10.000 một cái móc khóa titan này. 10.000 một cái móc khóa titan nhá, 10.000 một cái. Đấy, nó không như những cái dòng móc khóa thường. Những cái móc khóa thường các bác xài rất là nặng, thứ hai là nó ít chức năng, như con này rất nhiều chức năng luôn. Và đặc biệt là cái ưu điểm của cái sản phẩm móc khóa titan này thì chất liệu nó là bằng titan, nên khi mà các bác xài rất là nặng, rất là nhẹ nhá, rất nhẹ. Titan là một cái loại vật liệu mà chất liệu mà siêu cứng và siêu nhẹ, chuyên dùng trong ví dụ như là cái ngành công nghiệp máy bay này, hoặc là những cái ngành ví dụ như là những cái móc đeo thứ này. Đấy, cái móc đeo này chuyên dùng cho ví dụ như là những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi, cắm trại, người ta hay xài cái móc này. Đấy, hàng này hàng bên em lô hàng nước ngoài rất xịn sò, ok luôn. Đó, hàng chuyên dùng cho dân phượt, dân leo núi này. Đấy, bình thường là các bác sử dụng như một chiếc móc bình thường, và các bác muốn khóa nó lại thì các bác siết trên cái phần vòng này. Đấy, là nó sẽ khóa cắc ngư luôn. Đấy, chắc chắn luôn nhé, không thể mở luôn. Đấy, rất an toàn, ok. Con này với là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường các bác mua ở thị trường nó chỉ bóp bóp này thôi, và nó rất là dễ dàng mở ra. Như con này này, siết vào cho em cái là nó chắc hư luôn. Đấy, chắc như đeo luôn nhá. Đấy, nó rất là hay, ưu điểm của nó rất là hay, và thứ hai là nó rất là nhẹ. Bình thường các bác mang những cái móc khóa kia rất là vất vả, nặng nề, nhưng con này các bác xài rất nhẹ này. Đấy, nhẹ lắm, con này nó bằng chất liệu titan này, siêu cứng siêu nhẹ nhá, dùng thích lắm. 10.000 một cái nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan, bên em là gửi bác một cái móc khóa này là 10.000 một cái. Đấy, giá rẻ bình dân mà dùng rất nhiều việc, móc chìa khóa, móc đồ thứ này rất ok luôn. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay, rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái, ok luôn, mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đây đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính, hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn, hoặc các bác để dưới sàn cái sàn nhà tắm thì cũng ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các nhá. 30.000, các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000, về các bác dán lên cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng các nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. 30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone, có những cái gai nhỏ này. Dùng thích lắm. 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này thì em báo giá luôn 30.000 nhé. 30.000 một cái hộp thuốc chuột nha, của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột các bác cứ giải ra cho nó ăn, thế là xong.
Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nhá, rất xịn xò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan. Bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nhỉ. 30.000 một hộp có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bật lửa đồng hồ này, về các bác sử dụng này, các bác mua về biếu tặng làm quà này, mua về sưu tầm rất là đẹp luôn. Đấy, con này là bật lửa kết hợp với có cả đồng hồ luôn, đẹp lắm. Đây đó, đấy có phần mặt đồng hồ này, đấy, phần số la mã rất đẹp nhá. Đấy, về các bác sử dụng ấn vào cái là nó chạy luôn này. Đây, hiện tại đang chạy này đó, và các bác xài thì về bơm ga nhá. Hiện tại thì bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa không thôi, không có kèm ga nhá, về các bác tự bơm ga vào. Đây nó có lỗ bơm ga, các bơm ga vào cái lỗ này là các bác xài thôi. Đấy, và khi mà các bác bật lên thì nó sẽ đẩy cái này lên đó, và đồng thời nó sẽ sáng cái đèn của cái đồng hồ lên. Đấy, con này là vừa có hộp quạt bật lửa để các bác xài, vừa có đồng hồ để các bác tiện theo dõi thời gian, rất tiện dụng nhá. Đó, về bơm ga vào là xài thế thôi, đồng hồ là chạy sẵn rồi cô nhá. Giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bật lửa đồng hồ nha. Đấy, bật lửa có cả kèm đồng hồ luôn là 90.000 một cái nhá, 90.000 một cái, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng, đấy, mua về sưu tầm bật lửa đồng hồ giá 90.000. Đấy, 90k nhá, 90k. Đó, rất đẹp luôn, đựng trong chiếc hộp rất đẹp, rất xịn sò này, 90k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc này giá của nó sẽ là 30k, 30.000 một cái cây hút thiếc nha, 30.000 một cây. Về các bác xài, các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này, đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó, để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào. Bấm đấy, phịch cá, đấy nó sẽ hút lên nha, con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch, đó, kêu rất to luôn, nên hút rất khỏe nha, lực hít khỏe lắm. Đó thì đang gửi bác là 30k, lên mã nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mối hàn, hút thiếc nhá. Cứ lên mã nhé, em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây chổi cọ đen này, cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác chải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần nhìn rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những cái chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bây giờ em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy, cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm. 15k một cây nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món về các bác dùng để lấy giấy tai. 20k một bộ lấy giấy tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mang chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra, một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá. Gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác anh hứa các thứ dùng cái đầu lò xo thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy giấy tai thứ đó. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh như này. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy giấy tai. Đấy, bộ lấy giấy tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì
bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra, mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát cho mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối như các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây, em bóc cho bác coi này. Con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicon. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà, về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi, cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này, hoặc chế độ ra nhiều tia nhá. Nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích, dùng rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây các nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng anh em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, thấy không, nước ra rất đều và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá. Giờ các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhá. Nước ra rất đều khỏe luôn và nó rất là hay, nó có thể đẻ uốn như các chỗ kiểu này. Đấy, ngoáy vùng quanh cái chậu rửa này luôn, rất ok, rất là hay. Đấy, 30.000 một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước nhà mình xài dùng rất hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây kẹp gắp này. Cái cây này về dùng các bác về dùng hay có cái món nướng cá, nướng thịt các thứ, giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay, các bác xúc nó vào cho các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này, hoặc là miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào, lật lên thế là xong. Đây, đấy, lách xúc nó vào, lật lên thế là xong. Đây, đó, xúc nó vào này, lật lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá là bình dân thôi,
chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy 20k một cái kèm gắp nha. Các bác lên mã cho em sẽ được cái kèm gắp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt, nướng tiếc, những thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nha. Lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái thôi. Giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp, nhà giáp, có thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình như mình. Đấy, xúc vào cái, lật lên cái, ok. Rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn. Cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nha, 10.000. Đấy, 10k, lên mã cho em sẽ được cái cây gãy lưng nhá. 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng. Bình thường là lưng hay là đằng sau, những cái chỗ mà các bác không với tay, các bác gãi rồi các bác mua cho mấy cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó là dạng nhựa sừng, các bác gãi rất là êm. Đấy, vừa gãi lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra, thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãi lưng luôn nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho cái mã luôn. Đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Con này thì bữa trước đang bán với bác là 120.000, mai về bác bức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 50k nhá, 50k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái, về dùng rất ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái chỗ nào mà nó đường đi lối lại này, ở cầu thang này, rồi là ở ngoài cổng này, chỗ đường đi lối lại này. Đấy, các bác đỡ phải lắp công tắc, các bác chỉ việc lắp cho em cái đuôi lên, và khi mà có vật thể nó chuyển động qua cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên, còn lúc nào mà không có chuyển động là đèn nó sẽ tự động tắt đi nhé. Đi kèm có cả ốc vít về bác sắp lắp luôn. Giá thì bình dân thôi, đang giảm giá xả bác luôn, chỉ còn có là đi 50k một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nha. Đấy, 50k một cái nhá. Về các bác lắp đặt và xài thôi, con này cứ về lắp đặt và xài dùng dễ lắm. Đấy, mà dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, coi nhá. Đấy là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, khi mà có người qua lại là tự động là cái đuôi này nó, cái đèn đuôi đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, tự động nó sẽ sáng lên, dùng rất ok. Đặc biệt các bác lắp ở ngoài cổng là dùng làm cái đèn chống trộm rồi. Đấy, khi mà có chuyển động cái là đèn nó sáng lên, là trộm nó cũng sợ luôn. Cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy nhá. Về bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy phổ thông nên là yên tâm nhá. Đấy, bóng đuôi xoáy và lắp là ok luôn. 50k một cái. Quay nhanh bác một số cái mã hàng hàng mới em, hàng vừa về này. Đấy, đó là cái con chuột không dây nhá. Chuột không dây em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k nhá. 90k một cái con chuột không dây này, nó có tích hợp luôn cả pin tích điện luôn nhá. Nghĩa là về là bình thường là những cái con chuột không dây là các bác cứ phải mua pin các bác lắp vào, thì thứ nhất là cái pin ấy nó rất là nhanh hết, mà thứ hai là nó cái độ mượt nó không cao, như con này là nó có tích hợp sẵn pin luôn. Và khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc ở trong cái hộp này ra, các bác cắm vào đây và các bác cắm cái cục sạc điện thoại như mình là các bác sạc nó thôi. Đấy, một con chuột bấm rất là êm luôn, con lăn rất là mượt mà ok. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, không cần phải dây dợ đằng nào, mà thứ hai là các bác không cần phải mua pin vì ở trong này nó đã có sẵn pin tích điện rồi. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc là xài thôi. Đấy, và về thì bên dưới nó có một cái con chip này, về các bác cắm vào cái cổng USB ở trên máy tính như mình và cắm vào là tự động là nó nhận nhé. Các bác không cần phải cài đặt bất cứ một cái gì ngoài việc là các bác về bật cho em cái nút on lên này. Đấy, bật cái nút on lên là bắt đầu là chuột nó sẽ hoạt động, trạng thái hoạt động là on, còn nếu các bác muốn tắt đi các bác bật về off, có thế thôi. Đấy là các bác xài nhé, không cần dây dợ nhàng, và thứ hai là không cần phải pin biết gì. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài nhé. Giá bên em đang gửi bác một cái con chuột không dây này là 90.000 một con. Tiếp theo thì lên nhanh bác luôn, đó là cái cây gãy lưng này thì hiện tại em đang bán giá bình dân thôi, 10.000 nhé, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng đó, bên em đang gửi bác là 10k một cái cây gãy lưng này, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng nhá. Đấy, bình thường là những cái chỗ vị trí khó là các bác không thể dùng tay các bác gãy được. Đấy thì các bác kéo dài ra, đấy thò về sau lưng đứa các bác dùng các bác gãi này. Con này của nó cái phần đầu nó dạng nhựa sừng nhá. Đấy, các bác gãi rất là êm ok luôn. Đấy, có thể là thu vào và kéo dài ra được, rất tiện dụng nhá. Giá bên em đang gửi bác giá bình dân hạt rẻ, ai cũng thể mua được luôn. 10k nhá, 10k một cái cây gãi lưng nhá.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng của thương hiệu GT nhá, GT Tun USA này. Đấy, thì tại vì em đang có hai mã, là một mã là bộ hoa thị này, đây. Đấy, bộ này của nó là bộ hoa thị nhá. Bộ hoa thị, đầu nó là đầu hoa thị này, hay còn gọi là đầu bông ấy, trong 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 nam nhiều bác gọi là bộ lục giác bông ấy. Đấy, còn ở đây hay gọi là bộ hoa thị. Đấy, các bác cứ lên mạng em cho nó bộ hoa thị nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán đồng giá cái bộ hoa thị hay là bộ lục giác, bán đồng giá luôn các bác là 50k, 50.000 bộ thôi, chỉ có 50.000 một bộ, hàng của Mỹ, rất xịn sò luôn, của thương hiệu GT Tun USA nhá. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, kích cỡ của nó từ 1.5 cho đến 10 nhá. Đấy, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy, sẽ gồm có là 9 cây. 50.000 một cái bộ lục giác hoa thị nha. Đấy. Còn ngoài ra thì đây có cái bộ, đó là cái bộ lục giác đầu bi nhá. Đấy, bộ này thì sẽ gồm chỉ nguyên đầu lục giác không thôi. Thì đây, nó cũng như bộ kia. Đấy, cũng là 9 cây. Đấy, nhưng có cái là đầu nó khác nhau. Của nó là lục giác đầu bi. Bộ này thì bên em cũng bán cho bác là 50.000. Đấy, cũng đồng giá luôn là 50.000 thì các bác lấy bộ nào được. Bảo là bán cho tôi cái bộ hoa thị. Đấy, bộ hoa thị này thì là 50.000, bộ lục giác đầu bi này thì cũng là 50.000 luôn các nhá. Hàng rất là đẹp, hàng toàn bộ hàng của GT Tun USA. Đây. Đấy, có thể mở ra này. Đấy, tất cả các kích cỡ khác nhau, anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này cũng quá ok luôn. Một bộ này chỉ có 50.000 nhá. Đấy, lấy bộ nào báo nha, hoặc các bác có thể lấy cả đội được. Về lắm lúc mình xài vì giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, về lắm lúc xài đỡ phải đi mượn mõ hay nhào cả, hoặc lắm lúc là cụt chân cụt tay, những cái đồ công cụ cầm tay này các thứ nhiều khi dùng rất là cần luôn đó. Dùng rất là cần luôn, các bác xài rất ok. 50k nhá, bán đồng giá luôn là cái 50.000 một bộ lục giác và hoa thị quá nhá. Bàn trải vàng, cái hộp bàn trải vàng, cái hộp bàn trải 8 cây này các bác cứ lên mã với em sẽ cái hộp bàn trải 8 cây. Rồi, cái hộp này em báo giá luôn, giá thì rẻ giật mình bác luôn nhá. 30k nhá, 30k các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn trải, hộp bàn trải 8 cây. À, hộp bàn trải 8 cây. Giá nó sẽ là 30.000 một cái hộp nha. 30k một hộp này nhá. Sẽ gồm có là 8 cây đựng trong một chiếc hộp này, rất xịn sò nhá. Hàng đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đánh răng, một cái đầu đánh răng lông bàn trải rất là mềm. Đó, và một cái đầu rất hay, đó là thiết kế cái đầu dạng đầu cạo lưỡi nhá. Đầu cạo lưỡi bằng silicon. Đó, rất là êm ái, ok. Thì các bác mua một được hai luôn, một đầu đánh răng, một đầu cạo lưỡi về các bác xài luôn. Đó, thì một hộp này là 8 cây mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi là các bác biết rồi. Đấy, giá nó rất là dễ mua luôn. Đấy, giá siêu tốt nhá. Đấy, bình thường các bác mua ngoài ngoài cửa hàng hiệu, các bác mua lẻ một cái này nó phải ví dụ 15.000 một cái bàn trải, mà đây nó chỉ có nghe đánh răng thôi, mà đây là được hai chức năng, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, một hộp là 8 cây thôi nhá. Lên mãi em sẽ hộp bàn trải 8 cây, 30.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa của thương hiệu Honda này, áo mưa choàng nhá, mưa choàng nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn, về các bác mua về mình vứt cốp xe nhiều khi là rất là cần. Đấy, chẳng may là mưa bất chợt cả, các bác có cái là mình sử dụng luôn. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Cứ lên mã thì em sẽ là áo mưa Honda. Đấy, áo mưa của thương hiệu Honda, hàng thanh lý của công ty Honda nhá. Giá thì bình dân thôi, 30k một cái áo mưa Honda nha. Đấy, nó là dạng áo mưa choàng. Đấy, áo mưa choàng về các bác vứt cốp xe. Đấy, gói gọn đây nha, vứt trong cốp xe rất nhỏ gọn nhá, mình tiện dụng. Đấy, lắm lúc mình mưa bất chợt cái là có cái xài luôn. 30k một cái áo mưa Honda này. Đấy, chủ yếu là chiếc áo mưa dự phòng cũng dùng rất ok. Đây, con này thì hình ảnh thực tế đây, khi mà mặc vào nó sẽ như này nhá. Đấy, khi mà mặc vào nó sẽ như này. Đó, đây mặc vào sẽ như này. Đấy, nó sẽ che kín được trước đằng sau này, có thấy không? Đó, rất ok. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là về các bác làm áo mưa dự phòng, mình vứt cốp xe là quá ok rồi, nó chỉ có 30.000 nhá. Áo mưa Honda 30k một cái áo mưa Honda nha. Đó là cái lọ kẻ vạch, các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá. Về các bác nào mà những cái giòn, những cái gạch nhà mình ấy, nó bị ố rồi là nó bị xấu, nó bị bong ra, thì các bác mua cái lọ này về các bác kẻ lại cái vạch, những cái đá nhà mình nó bị bong ra. Đấy, lên màu rất đẹp luôn. Con này của nó là màu trắng nhá. Một lọ là 300g, dùng được rất là nhiều. Đấy, em báo giá luôn. Bữa trước lọ này đang bán là 80.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 80.000 em xả luôn bác. Giá thì còn có là đi 40k thôi. Đấy, 40k cho một cái lọ kẻ vạch nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là lọ kẻ vạch. Đấy, lọ kẻ vạch 40.000 nhá, đang xả kho, giá rất tốt luôn. Đấy, một lọ là 300g. Đấy, một lọ 300g nhá. Đây em sẽ cho bác xem cái video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước lên clip tại Đầm Mốc mà được chỗ trắng chỗ đen, nhìn rất là khó chịu. Ôi trời ơi. Nên mình đã thử sang lọ sơn chỉ gạch này. Trước khi sử dụng thì mọi người cần lau khô sàn nhà tắm rồi sử dụng băng dính như này để dán hai bên viền. Nó sẽ giúp cho lớp sơn không bị đem ra ngoài. Phòng tắm có bao nhiêu khe hở là mình phủ hết, đợi khoảng 1 tiếng cho nó khô lại.
Trời ơi, nó đẹp như mới mọi người ạ. Các khe của em nhem đã được làm sạch hoàn toàn. Mua được em này, ưng cái bụng quá các bác ạ. Đấy có thấy không? Đấy về các bác như con những cái chỗ mà cái mạch nó bị đen nó bị xấu ấy, nó bong ra thì các bác mua cái lọ về các bác bơm vào. Đấy sau đó các bác để khô đi và các bác sử dụng thôi. Đấy nó lên tạo lên cái mạch lên nhìn nó đẹp nhìn mới rất ok. Thì đi kèm bên em sẽ gửi kèm với một cái đầu vòi nữa về các bác xoáy với cái nắp này. Đấy mở cái nắp ra xoáy cái nắp này vào là xài thôi. Đó một lọ là 300g nhá. Giá đang bán là 40k lên mã thì em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá. Đấy lọ kẻ vạch 40.000 một lọ. Sản phẩm xả khó tiếp theo hôm nay tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cuộn băng keo trong. Đấy thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Đấy, đi em báo giá luôn nhá. Bữa trước cái cuộn này đang bán là 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ dễ mua luôn. 20.000 nhá. 20.000 một cái cuộn băng keo trong hai mặt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 20.000. Một cuộn này dài được là 5 mét nhá. Một cuộn 5 mét về các bác dính rất nhiều những thiết bị khác nhau. Con này nó là dòng keo siêu dính luôn, dính lắm, dính chắc cực kỳ. Và các bác dính trên mọi chất liệu luôn. Đấy. Cái hay của sản phẩm này là nó trong suốt và nó là hai mặt, nó là keo hai mặt và nó trong suốt nha. Đây. Đấy nó là keo hai mặt quá nhá, keo hai mặt và nó trong suốt đây này. Đấy, hai mặt dính luôn. Hai mặt dính và nó trong suốt luôn này. Đấy, về các bác lột ra các bác xài. Đó, dính vào trong suốt. Con này dính cực kỳ chắc luôn, dính chắc lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, em lôi em chút mà nó dính đầy vào tay luôn, dính chắc cực kỳ luôn. Đó thì một cuộn này dài 5 mét nhá. Giá bên hôm nay em đang xả kho chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy 20k một cái cuộn băng keo trong hai mặt nha. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy có thấy không? Băng keo hai mặt thì có treo được bình nước 20 lít như quảng cáo hay không? Cùng mình kiểm chứng nha. 1 2 3 4 5. Ui. Mỏi cả tay mà nó còn không rơi ra này. Bình thường anh em hay dùng cái loại băng keo xốp hai mặt như này đúng không? Dán thì cũng tạm được đấy, nhưng mà lúc bóc ra thì ối rồi ôi, keo bám dính đầy trên tường trên bàn. Cạo đi thì khó, mà không cạo thì nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ có một cái loại băng keo hai mặt nó dính rất là chặt mà lại tiện lợi hơn rất là nhiều nhá. Anh em dùng dán ổ điện lên tường, lên bàn, dán hộp kỹ thuật chạy dây điện, dán thùng rác vào tường, dán thảm lau cố định trên sàn, treo hoa văn trang trí ngày Tết khắp nhà, hay là cố định đồ đạc giấy lau trên xe ô tô rất là chắc. Lúc không dùng tới thì vẫn có thể nổ ra mà không bị bám lại keo trên bề mặt. Một cuộn thế này thì có nhiều kích thước. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì con này nó hay ở cái điểm nữa là bình thường là các bác dùng những cái băng keo truyền thống ấy, là các bác dính là các bác lột ra là nó hay để lại những cái vân keo, nó rất là bẩn mà rất là khó vệ sinh. Như con này khi mà các bác dính vào bất kỳ một cái vật liệu gì các bác lột ra là nó sẽ ra cả tảng luôn, ra tất cả toàn bộ những cái băng keo ở đấy luôn, nó không bị bám dính trở lại nhá, nên là dùng rất là hay. Đấy, nói chung là dòng băng keo đời mới, băng keo đời mới. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em xem là cái cuộn băng keo trong hai mặt siêu dính nhá. Đấy, hai mặt phải siêu dính, một cuộn này là 5 mét. Giá của nó bên em đang xả kho chỉ còn có là đi 20.000 thôi các bác nhá. 20k thôi nhá. Đấy 20k, giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U4 nhá. Ổ điện U4 này, hàng của Apple, rất chất lượng luôn. U4. Giá của nó thì em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là đi 90.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua. 60.000 nhá. 60k một cái ổ điện U4 nha. Mã của nó sẽ là U4. Hàng của Apple rất xịn sò. Xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này về các bác sạc đa năng rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy nó là một cái cục nó chỉ có nguyên cái chân sạc này thôi, nhưng mà nó rất là hay là thiết kế là sẽ có hai cái cổng chân USB và hai cái cổng chân là cái cổng chân PD hay còn gọi là cái cổng chân Type-C nhá. Đấy hàng Apple này, iPhone 13 Pro Max này, rất ok, xịn sò ngon lành luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là nó sẽ cấp nguồn ra thành một cái cục nha. Đấy cái này bây giờ là cái chân này cũng khá là hiếm này, các bác mua những cái cục sạc nó rất là đắt, nhưng mà đây các bác mua một cái cục này, một cái ổ này nó lại còn có 4 cổng mà nó còn được tích hợp thêm hai cái cổng Type-C này, nên là khi các bác cắm rất là được nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, vừa có cổng USB vừa có cổng Type-C. Đấy, cái cổng Type-C này là cắm bây giờ người ta dùng cái cổng Type-C này nhiều lắm. Đấy các bác nó là cái dạng cổng đời mới đấy, thì các bác mua trong cái bộ này. Đấy thì một cái ổ điện U4 nha, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ sạc nó 4 lỗ hay gọi là U4 đấy. Đấy giá của nó sẽ là 60k nhá, U4 nhá, nhớ giúp em là mã là U4, ổ điện U4, giá sẽ là 60.000. Giá này hiện tại đang xả kho rất là dễ mua, giá rất là tốt luôn đấy. Bữa trước đang bán là như là 90.000 đấy, hôm nay em xả cho bác có 60.000 thôi. Đấy, ổ điện U4 nha, hàng của Apple, giá đang gửi bác là 60k. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái lọ gia vị này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái lọ đựng gia vị hay còn gọi là lọ gia vị đen nhá. Đấy lọ gia vị đen hoặc là lọ đựng gia vị đều được. Đấy thì em báo giá luôn một lọ này thì em gửi bác giá thì bình dân thôi. 15k nhá, 15k một cái lọ gia vị này, 15k một lọ.
15k trên một lọ này. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì bên em sẽ tính bác giá là 40.000. Đấy, 3 lọ trở lên là tính giá là 40.000 cho 3 lọ, còn các bác lấy lẻ một lọ là 15k nhá, giá rất bình dân thôi. Cái này về các bác đựng mắm muối mì chính, hạt tiêu, tiêu đây rất là tiện luôn. Đấy, về đây các bác xoáy cái nắp chặt này vào này. Đấy, lấy cái thìa này ra. Lấy cái chua này ra, các bác cắm vào nhau. Đấy, kết nối cắm vào nhau. Và các bác đổ gia vị đây, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị ra thì nó sẽ cắm cái xìa đây sẵn như này rồi, là các bác chỉ việc cầm vào cái chuôi này. Đấy, là các bác xúc gia vị ra là các bác tra vào thôi. Đấy, rất tiện dụng nhá. Bình thường là các bác cứ ví dụ tay đang ướt rồi, mình cứ phải thò tay và mình lấy cái muỗng ở trong này ra, các mình lấy nó rất là ướt át các thứ này rồi, là nó rất là gây mất vệ sinh cái thứ rồi. Đấy, thì các bác chỉ việc cầm đấy thôi. Đấy, và các bác lấy ra và lúc nào dùng xong là các bác đậy vào, thế là xong. Ngon này, kín đáo, ok luôn. Chất liệu nó là thủy tinh nhá, nên là các bác dùng yên tâm, rất an toàn cho sức khỏe nhá. Giá thì 15k nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, lọ đựng gia vị đen. Giá đang gửi bác là 15k một lọ. 15k một lọ, các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ giá của nó sẽ là 40.000. 3 lọ là 40.000, các bác lấy lẻ một lọ là 15k. Đấy, lọ gia vị. Một cái sản phẩm rất hay các bác về xài nhà bếp cho em này, rất ok. Đó là cái chai xịt nhà bếp Kitchen Cleaner này. Đấy, con này thì về các bác xài rất ok. Đấy, về các bác vệ sinh nhà bếp này, đặc biệt là dầu mỡ ở cái khu vực bếp mình dùng sạch cực kỳ luôn, vì cái chai nhà em đang xài mà nó là dạng bọt nha, thì về các bác lắc đều trước khi sử dụng nha, và bắt đầu các bác xịt ra thôi. Đấy, mình gọi cái nắp ra này. Sau đó các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào nó bẩn hoặc là chỗ nào nó dầu mỡ ấy, các bác xịt trực tiếp vào cho em. Đấy, sau đó các bác ngâm cho em vài phút và bắt đầu các bác đợi nó tan cái bọt, bắt đầu các bác có dùng cái rẻ các bác lau, hoặc là các bác kết hợp với lại cái búi rắc sắt các bác đánh, kết hợp với cái bọt này các bác đánh này, rất là sạch luôn. Đấy, nó sạch dầu mỡ lắm, nó không bị nhờn đâu các bác. Dùng xong là các bác dùng ngay dung dịch này, nó sạch kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một chai này là 500ml nhá, về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cho khu vực nhà bếp nhá. Giá nó như em báo luôn. Lên mã em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Giá em đang bán một chai này là chỉ có là đi 40.000 thôi, 40k nhá. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt, về các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào bẩn các bác vệ sinh đây. Chai xịt giúp chị em đỡ vất vả hơn trong việc dọn bếp. Đó là bình xịt tẩy rửa Kitchen Cleaner. Với khả năng tẩy rửa được các vết bẩn cứng đầu giúp chị em đỡ vất vả hơn. Có thể xịt mọi ngóc ngách, có mùi dễ chịu, còn có thể diệt khuẩn. Sản phẩm mình để dưới tích tắc sắp nháy cả nhà. Đấy, con này dùng rất là hay. Đấy, và con này mùi của nó là mùi hương cam, rất là dùng rất là thơm, và đặc biệt là còn ngoài ra tẩy sạch còn có chức năng diệt khuẩn nhá, dùng rất thích. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Sập phụ kiện luôn này. Đấy, phụ kiện luôn, đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây, để em đếm cho bác là 2 này, 4 này, 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nhà thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm. Và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy, thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây, em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt. Đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này. Đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này, nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn.
Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt con này vào xong nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên Nam hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty, cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn, giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm cái này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành với bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon này luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành các bác, về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ giúp em là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhài là nguyên hộp nhài là 40.000 nhá, đèn pha led 12V 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra, thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ, massage ok luôn. Giá thì em báo luôn, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k, 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn.
Tập vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy, 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá, toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để sách này. Thứ nhất các bác dùng để sách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông. Các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm với một cái dây nữa, thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này. Còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn đây. Con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy, hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng vào cái ngăn này cho em. Đấy, để riêng mấy ngăn này cho em. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá là nhiều đồ luôn. Ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè giờ này, như mùa này đang mùa hè, các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn. Rộng to lắm, 50 cơ mà. Dài của nó là 50 mà. Rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn. Là 130.000 một cái túi nhá. 130.000. Đấy, các bác nhìn này. Sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy. Đấy, các bác cùng xem phía video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này, cả đống quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân thứ dạng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã cho em sẽ là cái mũ chống nắng, như em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 50k nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ thì các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chặt chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy là nó chặt chắn được rất là nhiều, vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài, đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhé, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn. Đấy, và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu. Đấy, và một cái hai nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi, chùm mũi, chùm mặt đấy. Đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhé, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào. Đấy, ví dụ các bác đi gió, đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm. Đặc biệt các bác hay phải lao động các thứ ngoài đường, độ cho em con này rất ok. Mũ chống nắng nhá, các bác lên mã cho em sẽ là mũ chống nắng. Giá bên em đang gửi bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này. Đấy, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm hình ảnh người mẫu đã đội này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá. Đấy, che đằng trước đằng sau rất ok. Các bác nhìn này. Đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá. Các bác nhá, kín mít luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp, ok luôn. Đây. Đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn. Đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá. Đấy, rất ok. Đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng. Đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nôi này. Đấy, mình làm mình quan tâm đến sức khỏe bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các bác nhá. 450ml và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ giờ các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng, nắng nó khô ráo các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ
24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhức thứ rồi. Đó thì các bác xịt tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều. Đấy, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này. Lắc thật đều cho em nhá. Nhớ cho em là lắc thật đều, sau đó là các bác dùng các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài. Nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá. 450ml đây các bác cùng xem cái video sản phẩm. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho nó ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok. 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Đĩa bay, em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này. Nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá. Vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết. Cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp trong con này. Đấy, hoặc là view nha. Lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần các thứ giờ các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia. Lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm. Con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quái nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạm chút đấy, có đây không? Rất sáng nhá. Đấy, đây không? Sáng lắm con này. Sáng cực kỳ luôn. Đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa ra ánh sáng rộng như con này, nó là cái dạng phẳng này nha. Khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa rất là rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã cho em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy, hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá, em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nhá, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây, sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó, rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chứ cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy, thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn có nhá, bóng trụ tròn. Đó, đây sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này, hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 có nhá, bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 một quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là
cũng 40.000 luôn, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng đủ bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện đây này. Đấy, à, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa? Bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy. Các bác nhá, rất tiện dụng, và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa? Rất tiện dụng nhá, nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, đi đây. Hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k. 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo. Nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá. 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ở chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Thế luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn. 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. À, bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo các bác còn này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào chưa? Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong một cái này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đeo lên nhìn rất là đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu. Lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây. Thế là đeo rồi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm. Và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà.
Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn. Đấy, nói chung về các bác dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt con này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái kê về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, các thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay.
là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan siêu cứng siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc, để mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây mô phích cắm chân dẹt này, đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều các bạn, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác có lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây,
Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hàng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu. Nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ, ăn bàn, những thứ rồi. Mình đeo vào, đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự. Nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, đấy các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhưng ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đây. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái này. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các nhìn này. Đấy, thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thế thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ giúp em là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành. Các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên với bác màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn
40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V.